Rất vui khi được gặp lại anh chị và các bạn đã đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo hàng ngày tại Việt Nam. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chương trình của chúng tôi. Sau đây là bản tin chi tiết giá heo hơi hôm nay ngày mùng 6 tháng 2 năm 2022, xu hướng tăng vẫn tiếp diễn trong tuần tới. Theo ghi nhận giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng từ 1.000 đồng trên kg đến 2.000 đồng trên kg. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, một số doanh nghiệp của Việt Nam đã và đang nghiên cứu để sớm đưa ra thị trường vaccine phòng bệnh tả heo châu Phi trong năm nay. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc cao nhất 59.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng nhẹ 1.000 đồng trên kg so với cuối tuần trước. Cụ thể, Yên Bái, Lào Cai và Hưng Yên điều chỉnh giao dịch lên lần lượt là 58.000 đồng trên kg và 59.000 đồng trên kg. Mức giá thấp nhất hiện tại là 57.000 đồng trên kg được ghi nhận tại hai tỉnh Thái Nguyên và Thái Bình. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 57.000 đến 59.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên thấp nhất 56.000 đồng trên kg. Thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng tăng từ 1.000 đồng trên kg đến 2.000 đồng trên kg trong tuần qua. Theo đó, sau khi tăng 1.000 đồng trên kg, thương lái tại Hà Tĩnh, Quảng Nam và Đắk Lắk hiện đang thu mua heo hơi với giá 57.000 đồng trên kg và 58.000 đồng trên kg. Tỉnh Khánh Hòa tăng 2.000 đồng trên kg lên 58.000 đồng trên kg. Tỉnh Ninh Thuận tiếp tục giao dịch tại mức thấp nhất là 56.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giao động trong khoảng 56.000 đến 58.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động từ 55.000 đồng trên kg đến 58.000 đồng trên kg. Tại miền Nam Giá heo hơi cũng điều chỉnh tăng theo xu hướng thị trường. Hiện tại, thương lái tại các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp và Vũng Tàu đang thu mua với giá 55.000 đồng trên kg, 56.000 đồng trên kg và 57.000 đồng trên kg sau khi tăng 1.000 đồng trên kg. Tỉnh Bạc Liêu cũng điều chỉnh tăng 2.000 đồng trên kg, hiện đang giao dịch với giá cao nhất khu vực là 58.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 55.000 đến 58.000 đồng trên kg theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn một số doanh nghiệp của việt nam đã và đang nghiên cứu để sớm đưa ra thị trường vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu phi trong năm nay trong bối cảnh dịch bệnh do virus trên đàn gia súc gia cầm xảy ra thường xuyên và diễn biến nghiêm trọng như tai xanh cúng gia cầm thì hướng phòng bệnh cho vật nuôi bằng vaccine ngày càng cấp thiết hơn bao giờ hết đặc biệt là những sản phẩm được sản xuất tại thị trường nội địa để đáp ứng trên đàn vật nuôi sớm và kịp thời đây là cơ sở để vực dậy ngành chăn nuôi trong nước vốn đã phải chịu tổn thất nặng nề từ dịch tả heo châu phi Bộ Công Thương cho biết, giá heo hơi sau khi giảm liên tiếp trong năm 2021 đã tăng trở lại trong tháng 1 năm 2022, đặc biệt những ngày cận Tết. Tuy nhiên, mức tăng không cao như dịp Tết Nguyên đán 2020. Giá các mặt hàng thịt heo tăng nhẹ khoảng 10.000 đến 20.000 đồng trên kg so với cuối năm 2021, nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng 15 đến 25%. Theo các chuyên gia kinh tế, đại dịch COVID-19 khiến lượng bán ra giảm sút, dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp là những nhân tố tác động lên giá heo hơi trong năm qua. Bên cạnh đó, nguồn cung dồi dào trong khi sức mua không tăng, thậm chí giảm, trong khi việc tái đàn trong hai năm qua được thực hiện khá tốt, tổng đàn heo cả nước đã đạt trên 28 triệu con, trong đó có 3 triệu heo nái, cầu yếu đã kéo giá heo hơi giả, kiểm soát tốt dịch bệnh trong chăn nuôi. Theo ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú Y, năm 2021, các loại dịch bệnh trên vật nuôi được kiểm soát tốt, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, heo tai xanh. Chỉ có bệnh dịch tả heo châu Phi là chưa có vaccine, nên vẫn xảy ra các ổ dịch nhỏ lẻ tại 33 tỉnh, thành phố do chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học. Hiện ngành nông nghiệp có đủ dự trữ vaccine chất lượng tốt, đảm bảo phòng chống dịch bệnh trước và sau Tết như lở mồm long móng, tai xanh. Tuy nhiên vào dịp trước và sau Tết nguyên đán, nguy cơ xảy ra dịch bệnh là rất cao. Đến thời điểm hiện nay, cả nước có trên 2.600 cơ sở vùng an toàn dịch bệnh tại 55 tỉnh, thành phố. Đây là điều kiện quan trọng vừa đảm bảo chăn nuôi an toàn dịch bệnh, vừa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Trong dịch Tết Nguyên đán, ngành thú y sẽ tập trung kiểm soát giết mổ để đảm bảo an toàn thực phẩm. Ông Long chia sẻ, năm 2022, bên cạnh việc thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất vaccine để phòng bệnh dịch tả heo châu Phi trong nước, Cục Thú Y sẽ tham mưu cho lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị về phòng. Chống dịch bệnh ngay trong quý 1 năm 2022 qua đó quán triệt triển khai các chương trình, đề án của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tránh bị động. Ngành chăn nuôi heo Vĩnh Long nỗ lực vượt khó, dù phải đối mặt với liên tiếp khó khăn từ dịch bệnh, biến động giá, chi phí tăng, sau ngành chăn nuôi Vĩnh Long cũng đã nỗ lực phát triển đàn vật nuôi. Còn người nông dân gắn bó và đã từng bước thay đổi tư duy, hướng đến chăn nuôi an toàn, bền vững. Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 đến 2025. Vĩnh Long phấn đấu phát triển chăn nuôi theo hình thức an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn thực hành chăn nuôi tốt, ứng dụng công nghệ cao, giảm giá thành sản xuất và bảo vệ môi trường, hình thành các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, giữ ổn định tổng đàn theo quy định mật độ chăn nuôi. Trong đó, đến 2025 có 300.000, 350.000 con heo, 9, giá trị sản xuất lĩnh vực chăn nuôi tăng 1,5-2% trên năm, liên tục đối mặt những khó khăn chưa từng có xoay quanh con heo một trong ba đối tượng vật nuôi chủ lực của tỉnh ba năm qua đã khiến không ít người nuôi phải lên bờ xuống ruộng trong khi bệnh dịch tả heo châu phi chưa có vaccine phòng trị thì giá cả cũng bấp bênh có thời điểm còn phải giải cứu khiến nông dân vừa nuôi vừa thấp thỏm nhưng nhiều người vẫn bám gà bám heo tìm cách duy trì nghề chăn nuôi của mình theo nhiều nhà nông nuôi gì cũng phải tính toán đầu vào đầu ra cho vật nuôi và chỉ có chủ động thay đổi phương thức chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh mới là giải pháp quan trọng để người chăn nuôi vượt qua những khó khăn. Năm 2022, giá thịt heo tăng mạnh. Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ, USDA, năm 2022, sản lượng heo của Mỹ sẽ giảm, sản lượng heo ở Trung Quốc và châu Âu tăng. Tính trung tổng sản lượng thịt heo toàn cầu năm 2022 giảm so với năm 2021. Điều này sẽ dẫn đến giá thịt heo năm 2022 sẽ cao hơn so với năm 2021 ở nhiều thị trường, nhưng không phải trên toàn thế giới. Giá thức ăn chăn nuôi hiện đang ở mức cao sẽ hạn chế mở rộng chăn nuôi, do đó giá heo sẽ tăng. Nguồn cung heo hơi năm 2022 thấp hơn so với năm 2021 sẽ dẫn đến giá thịt heo tương đương hoặc cao hơn năm 2021. Nhu cầu thịt heo có khả năng tăng khi kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng. Theo nghiên cứu sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng toàn cầu đã dẫn đến chi phí nguyên liệu và phú gia thức ăn chăn nuôi cao. Điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngành thức ăn chăn nuôi trong năm mới. Dịch COVID-19 đã tác động đến nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng, làm tăng sự quan tâm của người tiêu dùng đối với chuỗi cung ứng thực phẩm. Người tiêu dùng ngày càng có mong muốn về sự minh bạch của nguồn gốc thực phẩm và cách sản xuất thịt, sữa và trứng của họ. Điều này sẽ dẫn đến nhu cầu tăng lên đối với sản xuất bền vững, phúc lợi động vật và không có kháng sinh cho động vật từ đó thúc đẩy các doanh nghiệp phải nghiên cứu, cải tiến sản phẩm thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, xét ở những góc độ tích cực hơn thì ngành thức ăn chăn nuôi vẫn có nhiều triển vọng tích cực trong năm 2022 và những năm tiếp theo, không để các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong dịp Tết ảnh hưởng đến chăn nuôi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2, đêm 26 tháng chạp đến mồng 3 Tết, các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh với cường độ mạnh. Từ ngày 29 tháng 1, trời chuyển rét đậm, rét hại, riêng vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết, tác động xấu tới quá trình chăn nuôi của bà con tại các địa phương chịu ảnh hưởng. Thực tế cho thấy, do tác động của biến đổi khí hậu nên thiên tai ngày càng diễn biến nguy hiểm, phức tạp, khó lường và không theo quy luật. Điển hình là đợt mưa rất to kèm theo mưa đá ngay trong đêm giao thừa và sáng mùng 1 Tết năm 2020 đã gây thiệt hại khá lớn về sản xuất, chăn nuôi tại một số địa phương. Nhiều nhà nông đang gấp rút che chắn chuồng trại bảo vệ đàn heo trong đợt rét đậm, rét hại sắp tới. Người dân cần chủ động che chắn chuồng trại đảm bảo kín gió và chuẩn bị nguồn thức ăn tinh, thức ăn thô cho vật nuôi để bảo vệ và tránh gây ra rủi ro, thiệt hại kinh tế. Năm 2022 giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng. Theo dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế, giá các nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi chính có thể tăng trong năm 2022 khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và chi phí logistics chưa thể hạ nhiệt. Việc này sẽ gây ra nhiều khó khăn đối với ngành chăn nuôi. Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam tính toán, nhu cầu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi của Việt Nam đạt 28 đến 30 triệu tấn năm trong 5 năm tới, trị giá 12 đến 13 tỷ đô la Mỹ, với mức tăng trưởng trung bình 11 đến 12% trên năm. Trong đó, quá nửa sản lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 14,5 đến 15 triệu tấn dành cho ngành gia cầm. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 6 tháng 2 năm 2022 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo